Cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Và hôm nay cơ sở Đồ gỗ Bảo Đại chúng em muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm ạ. Và đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ chắc ạ. Đấy, đầu tiên em cũng sẽ đo thông số cho các bác về chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa này có đường kính là 36 cm ạ. Để em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc đĩa ạ. Chiếc đĩa có chất liệu là gỗ chắc nha các bác, và khảm trên nền gỗ chắc ạ. Các phần này các bác xem ạ, các phần trắng hồng ạ, đó là ngà ạ. Thân là thân xưa và kết hợp với đó ạ là ốc Singapore 7 màu rất là đẹp luôn nha các bác. Đó các bác xem ạ. Đó các bác xem vẫn đường nét ạ, cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ. Gỗ các bác xem ạ, vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó các bác xem. Em coi mặt sau cho bác xem ạ. Đó. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn nha các bác. Ván bên trong ạ, ván liền tấm luôn nha các bác. Đó. Dạ, với chiếc đĩa gỗ chắc này em cũng xin giao lưu với các bác, giá là 4.300.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một bộ trường vai cuốn ạ. Bộ trường vai cuốn này có chất liệu là gỗ gụ ạ, hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ. Bộ gồm có 3 món, gồm có 2 ghế dài và một bàn. Đầu tiên em cũng xin đo thông số về chiếc bàn ạ cho các bác. Tổng chiều dài của chiếc bàn ạ, em đo là 118 cm ạ. Và chiều ngang em đo là 55 cm ạ. Và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn ở đây em đo là 80 cm nha các bác. Và em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc bàn ạ. Đầu tiên là phần dưới chân ạ. Đó. Ở dưới này có 2 sàn nha các bác. Các bác xem ạ. Đó, mình có thể đựng đồ sử dụng cũng rất là tiện nghi ạ. Ở bên phần đĩa đây các bác xem ạ. Đó, được đục chạm ạ. Đó, những con rơi ạ. Rơi ngậm kim tiền ạ. Đây các bác xem. Các đường đục chuyện ạ. Những hình con rơi, rơi ngậm kim tiền. Được đục chạm 4 mặt như nhau nha các bác. Các đường đục chạm cũng rất là chi tiết và sắc nét ạ. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn ạ. Ở đây đi đến mặt bàn em quay cho các bác xem ạ. Mặt bàn bên trong ạ, được khảm ốc xà cừ nha các bác. Ốc 7 màu rất là đẹp luôn nha các bác. Ở bên trong là tấm ván ạ, tấm ván liền ạ. Đó, bên trong được khảm một cành hồng ạ, đó. Có những con chim này các bác xem. Đó. Được cắt tỉa rất là chi tiết và sắc nét ạ. Ốc xà cừ đó nữa luôn ạ. Và tiếp theo hai chiếc ghế dài có kích thước nào cũng như nhau ạ. Em cũng xin đo thông số đại diện một cái ạ. Tổng chiều dài ở đây em đo là 210 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 54 cm ạ. Và chiều cao của ghế ạ, em đo tổng chiều cao là em đo là 90 cm nhé các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc ghế ạ. Đầu tiên ạ, những phần tựa, phần chính của ghế đây ạ, các bác xem ạ. Đó, để đục chạm ạ. Đục chạm cảnh, tiêu quý 4 mùa ạ, các bác xem ạ. Đó, được cẩn ốc này các bác xem ạ. Đó, những con lồng này các bác xem ạ. Lồng hóa mai ạ, đó. Hai con lồng trầu nguyệt đây các bác ơi. Đó, gỗ rất là dày dặn và chắc chắn nha các bác. Bộ trường kỳ vai cuốn này thì rất là đẹp luôn ạ, không có chỗ chê. Đây các bác nhìn, em giới thiệu cho các bác cái mặt ghế ạ. Mặt là liền tấm luôn nha các bác. Đây các bác xem ạ. Vần thì vần vèo ạ, vần vèo quằn quại luôn ạ. Rồi các bác xem ạ. Vần nổi lên rất là đẹp luôn. Đó. Bộ trường vai cuốn này thì không có điểm chê luôn nha các bác. Gỗ rất là liền nhạc và dày dặn ạ. Dạ, với bộ trường vai cuốn này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 45 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một bức tranh ạ. Một bức tranh có tên gọi là mã đáo thành công. Một sản phẩm siêu VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Em có thể nói là có 102 luôn ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về bức tranh mã đáo thành công này ạ.
Tổng chiều dài đây em đo là 217 cm ạ. Và chiều cao. Và chiều cao em đo là 97 cm ạ. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác về bức tranh ạ. Đầu tiên, bức tranh mã đáo thành công này có chất liệu là gỗ gụ ạ, hay còn gọi là gỗ gụ mật. Đây, các bác xem ở nóng bên trong ạ, ván bên trong là ván liền luôn nhé các bác. Đó, các đường nét ạ, đục chạm ạ, là được đục chạm nổi luôn nhé các bác. Đó, các bác xem ạ. Đó, những con ngựa đây các bác xem. Được chạm cực kỳ là thủ công và chi tiết luôn nhé các bác. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh ạ. Để em có thể phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm độc lạ hơn nữa. Đây các bác xem ạ. Đó, các đường cắt tỉa đục chạm ạ. Rất là chi tiết và sắc nét ạ. Là đến viền khung này ạ. Đó, có những con lồng này, lồng hóa mai ạ. Đó. Hầm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Các bác xem chưa kỹ chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058145 để em có thể gửi ảnh chi tiết hơn cho các bác về bức tranh mã đáo thành công này ạ. Bức tranh rất là đẹp và ý nghĩa luôn. Dạ. Với bức tranh mã đáo thành công này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 21 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một bức tranh ạ. Bức tranh cha mẹ ạ. Tên gọi là đây các bác xem ạ, Phúc Đức ạ, bình Phúc này đây các bác xem ạ, đó, nói về cha, còn bên Đức nói về mẹ. Đây, đầu tiên cũng xin đo thông số cho các bác. Tổng chiều cao ở đây em đo là 117 cm ạ, cả chiều ngang em đo là 37 cm ạ, và khung dày 3 cm nha các bác. Em đến gần em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Đây, về bên chữ Phúc này, về bên cha này ạ. Thương cha xuôi ngược giữa dòng ạ. Đó. Còn bên mẹ, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con ạ. Đó, những câu chữ rất là ý nghĩa ạ. Các bác xem ạ. Cảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Đó, các bác xem ạ. Đó, ở phía dưới đây ạ. Cũng được khảm cảnh ạ. Đó, nói về đồng quê, nói về cha mẹ. Vất vả cánh gồng nuôi con đấy ạ. Dạ. Bức tranh cha mẹ này cũng có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật ạ. Tấm ván bên trong là ván liền nha các bác. Còn về phía khung ngoài đây các bác xem ạ, cũng được đục chạm ạ, cũng rất là thủ công ạ. Dạ, với bức tranh cha mẹ khảm ốc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác ạ. Giá là 5.300.000 ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác cũng là một bức tranh cha mẹ ạ, nhà được thiếp vàng ạ. Bức tranh cha mẹ này có chất liệu là gỗ gụ ạ, hay còn gọi là gỗ gụ mật. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho các bác về bức tranh cha mẹ này ạ. Tổng chiều cao ở đây em đo là 107 cm ạ, và chiều ngang em đo là 30 cm ạ, và khung dày 2,5 cm nha các bác. Tại đây em đến gần ạ, em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Đây các bác xem ạ, đó, mẹ bên cha đây các bác xem ạ, đó. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, đó là bên cha, còn bên mẹ, mẹ yêu tất cả cánh gồng nuôi con ạ. Bên trên là chữ Phúc và Đức ạ, đó, từng câu chữ rất là ý nghĩa ạ. Đó. Đây các bác xem ạ, được thiếp vàng rất là đẹp luôn ạ. Dạ, với bức tranh cha mẹ thiếp vàng này em cũng xin giao lưu với các bác giá là 3.200.000 ạ, cùng 3 miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem video chưa kỹ chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058145 ạ, để em có thể gửi hình ảnh chi tiết hơn cho tất cả các bác ạ. Các bác ở gần có thể xuống cơ sở em dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Còn các bác ở xa có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945058145 để em có thể ghi ảnh chi tiết và giao lưu với tất cả các bác ạ. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.